Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay có hàng mình giới thiệu cho anh em về ba cái mẫu thùng kim loại ha. Cái dòng này thì nó thùng đựng đồ nghề thôi, no name ha. Thiết kế nó vừa vặn luôn để chúng ta đựng những đồ nghề chúng ta, nó không quá to cũng không quá nhỏ. Thì nó sẽ có ba cái size, một cái size là 350, một cái size là 410 và một cái size cũng là 400 luôn, nhưng mà cái bề ngang nó rộng hơn. Thì cái size nhỏ nhất luôn là 150 nè, kế tiếp là 180, tiếp là 220. Thì mỗi cái mã này hiện tại bên cửa hàng mình cũng còn có vài cái thôi, không có nhiều nha. Thì chuẩn bị về những cái mẫu mới nữa, giá nó cao hơn ha. Như vậy mình sẽ cần shop ba cái mẫu trưng bày này. Thì còn những cái mẫu mà mới thì sẽ không có shop, bởi giá này cũng rất là rẻ rồi anh em. Mẫu mới bây giờ về giá cao toàn là 200 mấy không à nha. Thì cái mẫu cũ nè, 150.000 một cái nha, 150.000 một cái. Thùng này là cái này là đang trưng bày ha, anh em thấy nè, 150.000 một cái nha. Thì số lượng mình còn là 4 cái mới và một cái trưng bày. Cái trưng bày nào anh em nào mua thì để bớt cho 20.000 là 130.000 thôi nha, 130.000 cho một cái này. Còn anh em nào mua mới á, cái mới á, thì nó sẽ là 150 nha. Cái thùng như thế này thôi. Đó, thùng kim loại nha. Nó thiết kế khá là dày chứ không có mỏng tơn đâu ha. Về cái chiều dài anh em. Dài cái này luôn là 35 nha. Lọt lòng nha, rộng là 14,5 và cao luôn là 7,5 tới đây thôi. Còn nếu chúng ta muốn cao lên nữa thì vẫn được ha, tại vì chúng ta nó úp là vậy thì cái vòng bên đây vẫn đựng được đồ nha. Rồi bát làm bát bằng kim loại, móc lên nè, ha, tay kìa, mưa loại luôn. Hộp này đựng phải nói là cái gì cà lê, mỏ lết rồi cái gì ha, ngon luôn á, đồ nghề mà tôi vít rồi đó. Nhà chúng ta nên có một cái nó đựng như thế này. Cái này hả, bán rất là chạy luôn ha, có 150 cái thôi nha. Rồi số lượng mình đây mình còn là 4 cái này mới nha, một cái trưng bày thì để anh em 130.000. Kế tiếp một cái size to hơn nữa, đây là cái size chiều dài luôn là 410 nha, mắc hơn 30.000 là 180.000 thôi. Và nó có hai cái móc, hai móc nằm ở đây. Thì cái này thì nó cũng còn có mấy cái thôi nha. Chiều dài của cái này anh em là 410 nè ha, lọt lòng á nha. Bề rộng 15 và chiều cao luôn tầm khoảng 7,5, khoảng gần 8 nhé, chiều cao 8 là tới mép này thôi. Còn anh em có thể đựng cao hơn nữa nha. Rồi tay sách kim loại, hai cái móc cứng cáp cực kỳ ha. Đó, đẹp. Rồi cái thùng này thì giá là 180.000 nha. Còn anh em nào lấy cái thùng trưng bày này 160.000, trưng bày chỉ có một cái thôi nha. Kế tiếp nữa, đây là cái thùng 220.000, chiều dài chỉ có 4 tấc thôi mà chiều rộng hơn. Cái này thì thiết kế cũng là hai cái móc nha. Đó. Đây. Ok ha. Đó, cái thùng này thì cái chiều rộng của nó là bao nhiêu đây? Cái chiều rộng của cái này nó khá là lớn nha. Chiều rộng này nó tới 19 lần nha anh em. Cái bề rộng này tới 19 lần nha, lọt lòng á. Còn chiều dài này là 410 nha, chiều dài là 410 nha, chiều dài là 410 ha. Đây tính đáy còn ở trên đây nè, đây là 440 mấy, gần 400, gần 42 luôn á, nhưng mà cái đáy thì 410 thôi nha. Chiều cao lên đó, thì con này nó cao lên tới 9,5 luôn nha, 9,5 luôn tới trên đây nè. Cái đó là mình chưa tính cái vòm ở trên nha, cái vòm trên đây có thể đựng cao hơn được nữa. Đó chỉ có 220.000 thôi. Cái này thùng mới thì mình chỉ còn có một con thôi nha. Còn cái này cái trưng bày giá là 200.000 cái này nha. Anh em nào mình mua hàng thì cứ liên hệ. Thì sắp sửa những cái dòng này thì mình có về những dòng mới nữa ha, giá thấy nó mắc hơn. Thì những dòng này anh em nào mua thì tranh thủ ha. Rồi cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.